Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái câu 3.13 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái câu 3.14 các em nha. Nói chung thì theo thầy vật lý lớp 8 số lượng bài tập rất là nhiều và rất là khó. Các em nên đăng ký vào khóa học online để nhận đầy đủ các cái đường link của thầy các em nha. Trong lớp 8 thì thầy có sách bài tập toán này, sách bài tập hóa, sách bài tập vật lý và chuyên đề hóa vô cơ các em nhé. Phụ huynh và các em học sinh mà muốn đăng ký cái nào thì chúng ta liên hệ trực tiếp với thầy và số điện thoại là 0348610656 các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài 3.14 sau nha. Bài này hơi khó một chút. Ok, ta có bài 3.14 em. Thầy sẽ tóm tắt cái đề bài nha. Thầy sẽ tóm tắt cái đề bài rồi thầy sẽ hướng dẫn cho em giải. Quan trọng là chúng ta phải hiểu trước, chứ còn cái việc ghi chép mà các em ham ghi ham chép mà các em không hiểu bài á, thì cũng trở về con số 0 thôi em. Quan trọng là các em hiểu, à chúng ta hiểu được cái bài này rồi thì khi các em gặp cái bài tương tự hay cái bài cái dạng thế thì chúng ta cũng sẽ làm được. Em hiểu chưa nào? Ok, hai bến M N cùng ở bên một bờ sông và cách nhau là 120 km. Tạm thời thầy sẽ vẽ đây. Đây là ví giả sử đây, bến N, M, đây là N đây. Thì hai cái bến này, cái khoảng cách của nó, nghĩa là cái quãng đường em, nghĩa là S ở đây là 120 km. Hiểu chưa? Chúng ta giải giống như bên toán em, nghĩa là bài toán chuyển động á, không? Nếu cano đi xuôi dòng từ M đến N thì mất 4 giờ. Nghĩa là đi xuôi dòng. Đây, nghĩa là anh đi từ M tới N thì cái thời gian T này sẽ bằng là 4 giờ. Các em hiểu không? Nếu cano chạy ngược dòng từ N về M, xuôi xuôi dòng nghĩa là nó theo cái vận tốc của cái dòng nước em. Theo chiều chảy của dòng nước, chúng ta hiểu như vậy, gọi là xuôi dòng. Ngược dòng nghĩa là khi đó nó có sẽ có cái vật cản của dòng nước nữa, người ta gọi là ngược dòng. Như vậy thì ngược dòng nghĩa là ở đây là từ N về M. Ha. Nếu cano chạy ngược dòng từ N về M với lực kéo của máy như khi xuôi dòng, như lực kéo của máy nghĩa là nó có cùng vận tốc, nghĩa là cả vận tốc M đi tới N và N tới M là như nhau nghe, thì thời gian chạy tăng thêm 2 giờ. Tăng thêm 2 giờ nghĩa là nếu mà cái lúc mà xuôi dòng á, xuôi dòng thì 4 giờ mà anh đi từ N qua M này là tăng thêm 2 giờ, chứng tỏ anh này là 6 giờ này. Cái T1 này là 2 giờ, 4 giờ, nhưng mà cái T2 này là 6 giờ, tại vì em tăng thêm là 2 giờ. Các em có hiểu chưa nào? Đây là T2 này. Câu A, người ta yêu cầu các em tìm vận tốc cano và của dòng nước. Thấy chưa? Nghĩa là ở đây chúng ta tóm tắt giùm thầy này. Như vậy thì cái quãng đường á, các em nhớ này. Quãng đường thì như nhau. Nghĩa là quãng đường từ M tới N và từ N tới M thì nó cũng bằng bao nhiêu? Cũng bằng 120 km. Nghĩa là anh có đi xuôi hay đi ngược gì cũng là 120 km. Nghĩa là như vậy cái quãng đường MN này nó sẽ bằng S và sẽ bằng S1 và bằng S2, có phải là bằng 120 km? Các em có hiểu chưa nào? Đó, nếu như chúng ta vận tốc của V1 không? Thì ở đây các em nhớ này, trong đó nó có vận tốc của cano và vận tốc của dòng nước. Nếu như các em hình dung như này, hình dung như này này, thầy nói một xíu này, nếu anh di chuyển xuôi dòng á thì khi đó cái vận tốc của cano này này thì nó sẽ cộng thêm vận tốc của dòng nước, thì anh đi rất là nhanh, anh đi xuôi theo mà. Còn nếu anh đi ngược dòng thì anh là lấy vận tốc của cano sẽ trừ đi cho vận tốc của nước, tại vì do sao em, do cái dòng nước này nó cản là anh chạy chậm nên anh tăng thêm hai tiếng này, 2 giờ. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì V1 ở đây chúng ta sẽ có là gì? V của cano cộng cho V của nước. Ok. Như vậy T1 của chúng ta ở đây là 4 giờ này. Rồi, tiếp qua vận tốc của V2. Ở đây nó sẽ là vận tốc của gì? Của gì các em? Của cano trừ cho vận tốc của dòng nước. Có đúng không? Và T2 này anh tăng thêm 2 giờ. Tăng thêm 2 giờ nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái T1 này cộng cho 2 giờ thì bằng 4 cộng 2 là bằng 6 giờ. Các em hiểu chưa nào? Đó, ở
Bây giờ chúng ta cần phải tính là gì? Tính vận tốc của cano là bằng bao nhiêu này? Vận tốc của nước là bằng bao nhiêu này? Câu B là tìm thời gian cano tắt máy đi từ M đến N. Nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm cái gì em? Tắt máy. Thôi bây giờ cái này để thầy hướng dẫn sau, bây giờ hướng dẫn để làm câu A cho xong cái ạ. Chứ không hướng dẫn nhiều quá thì các em lại không không hiểu, nó bị rối loạn em. Nghĩa là nó không biết cái nào trước cái nào sau ấy. Bây giờ thầy sẽ yêu cầu tìm cái vận tốc cano, vận tốc của nước trước, được chưa? Ok. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta câu A. Bắt đầu chúng ta sẽ giải nha. Ta có này. Như vậy thì có phải là theo công thức tính quãng đường S1, chúng ta có phải là V1 nhân T1 không em? Mà ở đây chúng ta thế vô. V1 của chúng ta là đây. Đó chính là bằng vận tốc của cano cộng cho vận tốc của dòng nước. T1 của chúng ta đây là 4 giờ. Ok. Gì nữa các em? Chúng ta có S2 sẽ bằng V2 nhân cho T2. V2 của chúng ta ở đây là vận tốc của cano trừ đi cho vận tốc của nước, và đây ta sẽ nhân cho 6. Có đúng không? Đó. Các em có hiểu không nhỉ? Ok. Như vậy thì mà S1 thì lại bằng S2. S1 bằng S2 chứng tỏ hai này sẽ bằng hai này. Ok. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? Vận tốc của cano cộng vận tốc của nước nhân cho 4 sẽ bằng vận tốc của cano trừ cho vận tốc của nước nhân cho 6. Có đúng chưa? Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhân ra. Ta nhân vô đây kìa. Lấy 4 vận tốc cano cộng 4 vận tốc của nước nhân vô đây kìa. Tốc của cano trừ 6 vận tốc của nước. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế đầu dấu nha. Thầy sẽ chuyển cái vận tốc của cano qua đây, vận tốc của nước này qua bên đây. Như vậy ở đây 4 vận tốc của nước chuyển cái này qua thì trở thành 6 vận tốc của nước. 6 vận tốc của cano ở đây cộng thì thầy chuyển ra 4 vận tốc của cano. Giải như toán này, 4 cộng 6 là bằng 10 vận tốc của nước. 6 trừ 4 là bằng 2 vận tốc của cano. Có đúng như nào? Đó. Nên từ đây thầy suy ra vận tốc của nước sẽ bằng là 2 phần 5 vận tốc của cano. Vận tốc của nước thầy nói 2 phần 10 nhé. Nghĩa là bằng 1 phần 5, nghĩa là bằng 0,2 vận tốc của cano. Ok. Các em có hiểu không nào? Tới đây chúng ta giải như nào nữa này? Để đi tìm vận tốc cano, vận tốc của nước. Mặt khác chúng ta có này. Mặt khác chúng ta có ở đây là S1 sẽ bằng, có phải là V1 nhân T1 thì lại bằng 4 vận tốc của cano cộng vận tốc của nước, mà S1 này lại bằng 120 kia. Có đúng không? Bây giờ chúng ta thế vô. Như vậy chỗ nào có vận tốc của nước thầy thế vô chỗ đây. Ok. Thầy nói lại này. Vận tốc của nước thì bằng 0,2 vận tốc cano. Thầy thế cho chỗ đây này. Như vậy chúng ta có là 4 vận tốc của cano. Vận tốc của nước thầy không ghi nữa mà thầy ghi bởi là 0,2 vận tốc của cano sẽ bằng 120. Được chưa? Như vậy vận tốc 4 nhân, ở đây người ta không ghi nghĩa là số 1 này, 1 cộng 0,2 nghĩa là nhân 1,2 vận tốc của cano sẽ bằng là 120. Các em hiểu tại sao đây là 1,2 không? Tại vì chỗ đây người ta không ghi nghĩa là số 1 này, 1 cộng 0,2 là bằng 1,2 vận tốc cano. Ok. Nhưng mà các em sẽ lấy là gì? 4 nhân cho 1,2 là gì? 4,8 nhân vận tốc của cano sẽ bằng 120. Từ đây thầy suy ra vận tốc của cano sẽ bằng là 120 chia cho 4,8. Tại khó nghe mà. Như vậy đây sẽ bằng là 25 km trên giờ này. Sau khi thầy có vận tốc cano rồi, thầy sẽ thế vào đâu để tính vận tốc của nước? Thế vào đây này. Từ đây thầy suy ra vận tốc của nước thì bằng 0,2 nhân vận tốc cano, nghĩa là bằng 0,2 nhân cho 25. Có đúng như nào? Như vậy chúng ta sẽ lấy 25 này chúng ta nhân cho 0,2 thì sẽ bằng 5. Như vậy vận tốc của dòng nước là 5 km/h các em. Ok. Ha. Như vậy thì đây chúng ta kết luận thầy là vậy vận tốc
cano không bằng là V của cano đây sẽ bằng là 25 km trên giờ, còn vận tốc dòng nước bằng V của nước nghĩa là bằng 5 km trên giờ. Hiểu không nào? Khó hiểu chứ không phải dễ hiểu đâu nha. Riêng cái việc mà giải ra lập cái phương trình nó bằng nhau rồi á và giải ra, chúng ta phải hết sức linh hoạt để thay và thế để chúng ta tìm em nha. Ngay chỗ đây chúng ta nhân vô số 6 này, V của cano nha. Nhân vô. Giống như nhân đơn thức với đa thức bên toán em. Hiểu không? Ok. Tới chỗ đây này, tới chỗ đây kem thế vào chỗ này này, lấy V của nước thế vào chỗ này này. Để chúng ta đi tìm vận tốc cano trước. Nên cái bộ não chúng ta phải hết sức linh hoạt em nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang cái câu B xem thử nha. Tìm cái thời gian cano tắt máy đi từ M tới N. Tìm thời gian cano tắt máy nha. Tắt máy nghĩa là sao nè? Khi cano mà tắt máy mà đi từ M đến N này này thì nó sẽ chuyển động với vận tốc bằng vận tốc của cái thằng nào em? Tại vì em tắt máy rồi thì nó không chuyển động bằng động cơ nữa em. Không bằng động cơ máy nữa. Như vậy chứng tỏ là anh sẽ di chuyển bằng cái vận tốc của anh nào? Đó chính là vận tốc của dòng nước này. Vận tốc dòng nước cứ anh để trôi thôi. Tại vận tốc của dòng nước lúc này là 5 km/h thì anh sẽ để trôi là từ M tới N này là bao nhiêu thời gian là sẽ tới. Em hiểu không? Nhà anh tắt máy đi rồi thì chứng tỏ là cano sẽ trôi bởi vận tốc của dòng nước. Em có hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy chỗ này này. Như vậy thì ở đây câu B này. Khi cano tắt máy nè, chúng ta phải ghi câu này trước nha. Đi từ M đến N. Hả nào? Thì nó chuyển động, với vận tốc bằng vận tốc của cái anh nào? Bằng vận tốc của dòng nước, có đúng không? Gọi là thả trôi nổi nha, dòng nước. Như vậy thì ở đây thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc. Như vậy quãng đường từ M tới N là bằng 120. Vận tốc dòng nước thì nãy chúng ta đây tính ra này 5 này bằng 5. Chứng tỏ là khi chúng ta chia ra thì nó bằng bao nhiêu này? 120 chia cho 5 thì bằng 24 giờ em. Trời ơi, 1 tiếng. Em có hiểu không? 24 giờ nếu anh thả trôi trôi xong trôi tự tự do em thì 24 tiếng là tới. Hiểu chưa? Bài rất là hay em, rất hay, thầy nghĩ thế. Hiểu thì rất hay, nhưng mà không hiểu thì nó dở quá dở ấy. Có đúng không? Các em mà làm được những bài này thì nói trình độ em lên rất là nhanh em ạ. Cơ cả chúng ta sẽ học rất giỏi môn toán và môn hóa, thầy cũng thật sự á. Nha, ok. Ta đi sang cái bài 3.15 nha. Ta có bài 3.15 nha. Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt toa trong 9 giây. Thầy đọc lại chỗ đây này. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6. Toa thứ 6 qua trước mặt trong 9 giây, nghĩa là qua trước cái mặt của người đó đấy ha, qua trước mặt là trong 9 giây nha. Qua trước mặt trong 9 giây nghĩa là kem hình dung là toa tàu á, là nó sẽ có toa toa 1. Kem hiểu không? Toa 1. Rồi toa 2, rồi toa 3, toa 4, toa 5, toa 6 gì đấy. Nghĩa là bây giờ anh tới cái toa thứ 6 là qua 9 giây, chứng tỏ là cái toa từ toa 1 này cách tới toa 6 nghĩa là tới 9 giây. Toa 6 là 9 giây. Cái thời gian di chuyển đấy.
Các em hiểu nè. Biết thời gian toa sau qua trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liền trước là 5 giây. Nghĩa là liền trước nghĩa là toa 1 rồi đến toa 2, gọi là hai toa này là liền nhau này. Là cách ở đây là 0,5 giây. Còn từ toa 1 cho tới toa 6 là bao nhiêu? 9 giây. Mà hai toa liền là 0,5 giây. Các em hiểu chưa nào? Và chiều dài mỗi toa là 10 mét. Chiều dài của mỗi toa, tại vì tất cả các toa là chiều dài bằng nhau hết em, nghĩa là ở đây là 10 mét. Được chưa? Tìm thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát. Nghĩa là ở bây giờ chúng ta cần phải tính cái toa 1 qua này, nghĩa là chúng ta đi tính cái thời gian của T1 là bằng bao nhiêu. Ok. Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu 6 toa lúc vào ga. Như vậy ở đây chúng ta nhớ chúng ta là tổng cộng đây là 6 toa nghe. Như vậy chúng ta sẽ đi tính V trung bình. Các em hiểu chưa? Đó, chúng ta giải này. Thầy sẽ hướng dẫn trước rồi thầy sẽ ghi sau nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ tiếp ở đầu hướng dẫn em nha. Câu A này. Tìm thời gian toa thứ nhất qua mặt trước qua trước mặt người quan sát, người ta kem đi tính thầy cái T1 này. Thì ở đây em thấy này, cả cái đoàn tàu này là 6 toa, có đúng không? Thì cái chiều dài của nó như nhau em. Cái chiều dài 6 toa nghĩa là ở đây L L này sẽ bằng L1, sẽ bằng L2, sẽ bằng chấm 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 cho tới bằng L6, nghĩa là 6 toa này sẽ bằng bao nhiêu mét? Là 10 mét. Có đúng chưa? Như vậy thì cái T6 á thì bằng bao nhiêu giây? 9 giây. Có đúng không? Đó. Trong khi đó giữa khoảng cách giữa hai toa liền kề, ví dụ toa 1 tới toa 2, toa 2 tới toa 3, toa 3 đến toa 4, toa 4 tới toa 5, toa 5 tới toa 6, thì khoảng cách giữa hai toa đây là nó mất hết, di chuyển đây là 0,5 giây. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây các em có là TN cộng 1 sẽ bằng là TN cộng cho 0,5 giây. Thầy ghi gọi là dạng tổng quát như vậy. Có được chưa? Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải 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 tính thầy T1 với lại cái vận tốc trung bình của đoàn tàu. Rồi bây giờ chúng ta có này. Theo đề bài ta có. Như vậy thì ở đây các em có này, có phải là T2 á là bằng T1 cộng cho 0,5 giây không? Cứ như thế các em ghi ra T3 thì sẽ bằng gì? T mấy em? T1 cộng cho 2 nhân 0,5. Cứ thế các em ghi ra cho tới vân vân, cho tới T6 sẽ bằng T1 cộng cho gì? Các em 5 nhân cho 0,5, nghĩa là ở đây sẽ bằng. Như vậy thì ở đây sẽ bằng T1 cộng cho 2,5. Như vậy chúng ta dựa vào cái này để chúng ta, tại vì T6 chúng ta biết rồi, T1 chúng ta đã biết rồi. À, thầy nói T1 chúng ta cần 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 tìm. Như vậy từ này thầy suy ra T1 sẽ bằng là T6 trừ cho 2,5. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng 9 trừ cho 2,5. Có đúng không? Thì nó sẽ bằng là bao nhiêu giây? Là 6,5 giây. Được chưa? Vậy chúng ta kết luận thầy là vậy cái thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát là bao nhiêu giây em? Là 6,5 giây. Được chưa? Ta sang câu B. Ở đây người ta yêu cầu các em là gì các em? Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu 6 toa lúc vào ga. 6 toa luôn nha. Như vậy thì ở đây người ta có này, cái vận tốc trung bình của đoàn tàu. Đoàn tàu này là gồm 6 toa nha. Đoàn tàu lúc vào ga này là như vậy, vận tốc của chúng ta là V sẽ bằng là S chia T. Có đúng không? Mà S cái chiều dài này á là gồm mấy toa? Là có phải 6 toa mà. Mà mỗi toa là 10 mét. Như vậy chúng ta có 6 nhân nhỏ cho 10. Có đúng không? Hay là ở đây chúng ta từ từ thay số. Ở đây chúng ta ghi 6 nhân cho L đây.
L là 10 mét chia T, nghĩa là ở đây ta sẽ lấy T 1 cộng T2 cộng chấm 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 cộng cho T6, có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có V sẽ bằng này. Đây là L này các em. Như vậy 6L đây chúng ta nhân cho 10. T1 chúng ta là bằng bao nhiêu? Nãy chúng ta tính là 6,5. Có đúng không? Mà cứ mỗi cái toa là cách nhau là 0,5 giây. Thì em cộng liền vô như vậy tới 7 này. Rồi tới mấy nữa? 7,5 cộng 8 cộng 8,5 cộng cho 9 là to thứ 6 là 9 giây này. Cái hiểu nào? Như vậy V này sẽ bằng là đây là 60, chúng ta chia, chúng ta cộng này. 6,5 cộng 7 cộng 7,5 cộng 8 cộng 8,5 cộng cho 9. Như vậy bằng là 46,5. Như vậy chúng ta lấy 60 chia cho 46,5 sẽ bằng là gần bằng là 1,3 kia. 1,3. Đó nè, mét trên giây, đơn vị đây là mét trên giây nha. Ở đây là gần bằng, được chưa? Em hiểu chưa nào? Bài 3.15 nha. Khó. Khó chứ không phải dễ đâu nha. Cái này đòi hỏi cái khả năng lập luận và lý luận của chúng ta khá là nhiều đó, chứ không phải là nhìn vào là chúng ta sẽ biết ngay à cái nào theo công thức liền, mà ở đây chúng ta cần phải lập luận khá nhiều này các em. Ok, bài này rất khó, thầy nghĩ bài này khó chứ không phải dễ đâu nha. Rồi được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy tiếp tục quay cho em ở cái bài 3.16 các em nha. Chứ một clip mà quay dài quá các em sẽ coi rất là chán ấy mà, thầy nghĩ thế. Ok, để ba các em nha, nhớ đăng ký khóa học online cho thầy nha.